Dạ em chào cả nhà mình ha. Như vậy là cái con Intrek 464 đã tìm được chủ mới rồi ha cả nhà ha. Đó là một anh trai bạn lái của anh Tư Mì ở trên Đức Trọng, Lâm Đồng ha cả nhà mình ha. Thì anh Tư Mì có lắp đặt đầy đủ nè, trang bị yên rồi bánh trái đâu nè anh trai ơi. Mời anh trai vô xem cho kỹ xíu ha anh trai ha. Thì tuần trước anh trai có lấy về một con và có phản hồi là anh em ở trển xài rất là ngon, nên anh trai anh quyết định lấy thêm cái con này nữa để về trển dùng hang cả nhà mình ha. Thì đại diện nông ngư cơ Tư Mì em xin cảm ơn anh trai rất là nhiều ha, và chúc mấy anh trai ở trển về dùng lâu dùng bền ha mấy anh trai ơi. Anh Tẹt 464 ha cả nhà mình ha. Em xin nhắc lại ha, em Anh Tẹt 464 này là hàng hệ ha cả nhà mình ha, hàng ba máy. Hàng ba máy thì nó chạy nó mạnh hơn bốn máy và nó đỡ hao dầu hơn bốn máy ha cả nhà mình ha. Em này thì xài số cơ, số chạy cơ ha, và số sới là số nhớt ha cả nhà mình ha. Thì đó là một số thông tin về em nó ha. Em xin nhắc lại cho những ai chưa biết ha cả nhà mình ha. Em này vỏ lốp nhìn quá đã luôn cả nhà mình ha. Và bên nông ngư cơ Tân Mì mình còn rất là nhiều con xe đang chờ đón anh chị em cô chú mình đến xem xe cũng như là mua về sử dụng ha cả nhà mình ha. Em có làm đầy đủ những cái video chi tiết về mấy em nó đó, và em có báo giá trên từng video ha luôn ha cả nhà mình ha. Thì em xin mời anh chị em cô chú mình quay lại xem những video cũ của em á, để coi như là coi con xe nào hợp nhãn mình á thì chốt ngay ha cả nhà. Khi xem video thì cả nhà mình cứ ngần ngại ha, hãy bấm cái số điện thoại mà em để trên màn hình á để gặp trực tiếp bên Tân Mì, thương lượng giá cả và chốt con xe luôn ha cả nhà mình ha. Thì cuối clip em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ ha cả nhà mình ơi.